Mình hy vọng là mình sẽ làm được. Không, bạn không làm được đâu. Thôi không, nào, bạn ấy không thể mà. Không đâu. Cố lên, cố lên. Không, bạn ấy không thể. Có, bạn ấy biết. Cố lên nha, Diana. Trời ơi, sợ quá đi mất. Thôi nào, Diana, mau ngã xuống nước đi chứ. Cố lên, Diana, bạn làm được mà. Thôi nào. Không đời nào. Diana, cố lên nha. Cố lên. Mau ngã đi. Cố lên nào. Cố lên. Cố lên, yên lặng chút đi. Diana, cố lên nào. Ông của mình. Mau ngã đi chứ. Ngã đi, đúng vậy, ngã bạn đi. Bạn không ngã đâu, không ngã đâu mà. Mình sẽ không ngã đâu. Đúng thế, bạn sẽ không ngã. Diana, cố lên, bạn làm được. Mình gần tới đích rồi. Diana, cố lên, cố lên nữa Diana. Cố lên nào. Nè, các bạn thấy chứ, Diana làm được rồi kìa. Julie và cả CC cũng qua. Nếu cả Nat làm được thì sao đây? Bọn mình phải làm cho Nat thua chứ. Bọn mình sẽ chơi khăm. Mình làm được rồi. Tuyệt quá, bạn làm được rồi. Tới lượt Nat rồi, cố lên nha. Đừng làm mình thất vọng, đừng có ngã nha. Cố lên, cố lên, cố lên, cố lên. Cố lên Nat ơi, sẵn sàng nha. Ê, trời ơi, nhìn sẵn kìa. Sẵn sàng chưa, cố lên, phải động đi nào. Chuẩn bị đi nha. Không, mình vẫn chưa sẵn sàng mà. Không, cố lên Nat. Thôi đi. Cố lên, bọn mình phải làm được. À, mình sợ quá, lỡ ngã thì sao? Bạn không có ngã đâu, sẽ không ngã mà. Nếu mình ngã thì sao? Mình sợ lắm. Thôi nào, này, không làm ngã được đâu. Đâu. Đi đúng đi. Vậy, không được từ đâu. Từ thôi. Thôi nào. À, mình sợ quá, đừng sợ, bạn phải tin mình chứ. Giờ đến lượt của Chi Chi, cố lên nha. Cố lên, thôi cố nào, lên. Ngã đi chứ. Chi Chi đã vượt qua rồi kìa. Mau bắt đầu đi. Tuyệt quá, cố lên đi. Hãy suy nghĩ cách mình đi chứ, thể. Bạn có thể làm được mà. À, mình đang giữ bạn đây. 1, 2, 3. 3 rưỡi. Không. Bọn mình thắng rồi. Yeah, tuyệt cú mèo. Leo 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 nhau rồi đó. Ba người các bạn làm được thì bọn mình cũng như vậy á nha. Đúng á, tỷ số hòa, đừng có mà mơ nữa nha. Không, không đúng, Nat không các qua được mà. Các bạn cứ đợi đó đi, đã có ai thắng cuộc đâu. Bọn mình còn vòng 2 nữa. Đúng đấy. À, chỉ khác là lần này chiếc thang sẽ được đặt như vậy. Để xem bạn có qua được không nha. Ai chơi trước, Kev lên đi hay là cậu? Các bạn à, chơi tới bến luôn đi. Ok nha. Điện thoại của ai đang reo vậy? À, điện thoại của mình á, mình quay lại ngay nha. Đợi chút, đừng có bắt đầu trước thôi nha. Thôi nè, bạn nữ, và nếu bọn mình thắng, xe của các cậu sẽ là của bọn mình trong 1 tuần đó nha. Chịu không hả? Chào Natalie, bạn đang ở đâu á? Bọn mình đang thi đấu với nhau nè. Đang căng thẳng lắm. Cái gì? Ai chứ? Ở đâu? Natalie, Natalie à. Các bạn ơi, bọn mình gặp rắc rối rồi. Rắc rối lớn luôn á. Nếu không cái muốn gì đi vậy? Cứ nói thẳng ra là được rồi, cần gì cớ. Nhưng chẳng có cớ gì cả. Nhìn đây nè, Natalie đã gọi. Bạn ấy đang gặp rắc rối. Xảy ra chuyện gì đó rồi, nhưng bạn ấy chưa kịp nói với mình. Hóa ra đây là lý do sao Kitty không đến. Bạn ấy đã nói bạn ấy sẽ là người đầu tiên mà. Diana, bạn ấy nói gì? Giờ bạn ấy đang ở đâu? Xảy ra chuyện gì? Thì Natalie gọi cho mình. Bạn ấy kiểu Diana giúp mình với. Mình thì lại hỏi đã xảy ra chuyện gì. Thì bạn ấy lại nói là cái cây bắt lấy Diana, mình. Được rồi, mình hiểu rồi. Chỉ là Natalie không muốn đi đến đây thôi. Được rồi, bọn mình sẽ lấy chiếc Diana, xe vậy. Bạn có nghĩ là Natalie, bạn ấy nói dối bạn không? Bạn biết gì không Chi-Chi? Kitty không bao giờ nói dối. Khoan khoan đã Diana, bạn nghĩ gì vậy? Bạn vẫn chưa hiểu sao, bây giờ bọn mình sẽ đi cứu Kitty đó. Thật ra thì nếu các cậu không muốn cứu Kitty, bọn mình sẽ tự đi cứu bạn ấy vậy. Tất nhiên bọn mình sẽ giúp, bạn ấy cũng là bạn bọn mình mà. Mọi người sẵn sàng đi nào ơi. Giờ các bạn có tin họ không? Làm sao mà tin được chứ, họ chỉ không muốn chơi nữa thôi mà. Nhưng bọn mình ở đây làm cái gì, đi cùng thôi. Được rồi mọi người chạy nào, đi thôi. Các cô gái à, nhanh chân lên nào, đi nhanh lên, nhanh. Mọi người à, mình nghĩ chúng ta nên hỏi xem có ai thấy được chuyện gì xảy ra ở đây hay không. Đi hỏi thôi nào. Nhanh lên, để mình hỏi cho. Mình có thể hỏi, đằng kia có người kìa. Chị Chi, chờ xích đu thôi, đu đưa nào. Các bạn làm cái các gì vậy? Các bạn khác đi đâu rồi? Thôi nào Nát, đẩy cho mình đi. Chị Chi, mình sẽ đẩy bạn rất mạnh đó nha. Bạn có muốn đánh đu một vòng tròn luôn không? Mình rất tiếc nhưng chuyện đó không xảy ra. Các cô gái thôi nào. Mình đến đây là để tìm Kitty mà, không phải để đánh đu đâu. Thế nào rồi hả các bạn? Nghe nè, không có gì chắc chắn Kitty đang ở đây hết mà. Bọn mình phải tìm cho được bạn ấy. Đằng nào thì chúng mình cũng cần phải đi tìm xung quanh, không phải cứ đứng một chỗ như vậy được. Thôi nào các bạn, mau đứng lên và đi tìm Kitty đi nào. Diana, bọn mình sẽ đánh đu thêm chút nữa đi nha. Trời ơi, mình không thích việc này thế nào. Tốt hơn bọn mình cứ chờ xích đu ở đây đi.
Xuống đi. Được rồi, đi thôi. Nhanh nào, đi tìm bạn ấy, nhanh lên. Nhanh lên, nhanh lên. Mình không thể làm được. Mệt mình quá. Cũng vậy. Kitty đó ở đâu vậy trời? Bọn mình phải tìm ra bạn ấy. Các bạn à, đừng bỏ cuộc. Chạy nhanh lên nào. Nhanh lên nào. Tiếp tục chạy nhanh lên. Tìm đi. Đi. Các bạn à, đằng kia có người. Phải, đó là người kìa. Mau lại hỏi thăm thử xem. Mau chạy nhanh lên. Chờ đã, xin đợi chút. Sao thế? Chào bà, cho cháu hỏi một câu có được không bà? Này, vừa gọi ta là bà sao? Ta vẫn còn trẻ đây. Muốn cái gì mau hỏi nhanh lên đi. Quý cô trẻ, cháu xin lỗi, bọn cháu chỉ hỏi một câu thôi ạ. Thì cô có gặp một cô gái như vậy không? Bạn ấy khá nhỏ nhắn, tóc ngắn, tên là Kitty. Bạn ấy là bạn của chúng cháu. Bọn cháu đang nói chuyện điện thoại thì cuộc gọi bị tắt. Và rồi có tin được không? Bạn ấy nói rằng bị bắt cóc bởi một cái cây đó. Nghe như bịa vậy. Vậy là cô đang đi tìm bạn mình đúng không? Ở đây thất lạc nhiều thứ lắm. Trẻ đi lạc ở đây cũng nhiều mà. Bà ơi, xin lỗi quý cô trẻ, cô có thể chỉ đường đến chỗ cái cây bắt cóc trẻ em có được không ạ? Nếu nói ra thì ta được cái cô gì? Hãy nói nếu như cô biết cái cây đang ở đâu đi. Bọn cháu có thể giúp cô qua được đường mà. Hoặc làm chân sai vặt cũng được. Đi mà làm chân sai vặt cho bà mấy đứa ấy. Coi nào, làm gì đó cho ta vui đi. Nếu ta thích, ta có thể sẽ chỉ chỗ cái cây giùm cho. Được rồi, vậy trò gì mới được chứ ạ? Làm sao ha, nhảy ta xem, nhảy đi. Làm gì đó vui nhộn, nhanh lên, ta đang chờ đây nè. Được rồi, các cô gái, chúng ta sẽ hát. Gigi cùng các chàng trai sẽ nhảy được nha. Được rồi, được rồi, được thôi. Bắt đầu. Bắt đầu thôi nào. Nào, một, chuẩn bị hai, nha. Ba, chuẩn bị nè nha. Hai, chè la 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 la. Dừng lại đi. Bọn cháu làm bà cười rồi, chỉ bọn cháu chỗ cái cây đi bà. Đúng đó, mau đi bà. Ta không phải là bà. Đi đường đó, tìm dấu hiệu đầu tiên, giải nghĩa rồi sẽ có gợi ý tiếp theo nha. Chúc các bạn may mắn ha. Trời ơi, dấu hiệu này. Cảm ơn bà, bây giờ bọn cháu đi đây. Dạ, mau cảm đi ơn thôi. Bà đi. Ngừng gọi ta là bà đi, ta sẽ ở ngay sau lưng đấy. Các bạn ơi, có vẻ đúng đường rồi đó. Chắc bọn mình đang ở gần cái cây đó thôi. Dana, dấu hiệu là cái gì vậy hả? Đúng vậy, là mình cái gì chứ? Mình cũng không biết nữa. Chừng nào thấy thì sẽ biết thôi mà. Được rồi, đi thôi nào. Bọn mình cần cẩn thận tìm kỹ để cho xong cái việc này thôi. Nhanh lên, đừng để bị tụt lại đằng sau nha. Biết rồi. Các bạn ơi, đợi đã, dấu hiệu ở đây rồi nè. Nhanh lên đi. Bạn tìm thấy gì thế? Một dấu hiệu là gì vậy? Một dấu hiệu, feed me, cái này nghĩa là gì? Các bạn nghĩa là cho tôi ăn đi á. Mình đoán là bọn mình sẽ phải để lên bàn tay này một thứ gì đó ăn được. Nhưng mình không hiểu, mình đâu có gì đâu. Mình không có mình mang gì vậy, theo ăn đâu hết có mang á. Theo cái gì có đem đâu. Theo gì, tìm trong túi của bạn đi. Tìm đồ trong túi đi. Cảm ơn, rẽ trái đi. Đúng vậy, mau chạy thôi, nhanh lên. Đi thôi, đi. Nhanh lên, nhanh lên. Các bạn à, bọn mình đã tìm được một dấu hiệu rồi, còn phải tìm thêm nữa. Đúng vậy, chạy nhanh lên, chạy đi. Chân của mình, các bạn ơi. Sao vậy? Sao thế hả, Gigi? Mình bị trật chân rồi nè, không thấy hả? Gigi, bọn mình còn phải tìm Kitty nữa, phải làm gì với cậu bây thôi giờ? Thôi nào, không sao cả, nắm tay bạn ấy và bắt đầu thôi. Đi. Đi nào, cố lên. Các bạn, bọn mình không được phung phí thời gian. Nhanh nữa, nhanh lên. Lên, chạy nhanh đi. Lên nào, nhanh. Đi thôi. Đi thôi, mau chạy kiếm đi. Nhanh đợi lên đã, chờ với. Các chàng trai ơi, nhanh chờ lên nào. Chờ chúng tôi với. Dừng lại, dừng lại, khoan đã. Là một dấu hiệu. Gigi, sao bạn thở dài vậy? Mệt vì đuổi theo bọn dạ mình hay nè, sao? Mình cảm thấy không thoải mái. Có bàn tay sơn sẩu, cõng mình một lúc nữa đi. Gigi, được rồi, nếu vậy cậu tự đi đi. Thôi đi các bạn à, im lặng đi, đừng cãi nhau nữa. Dấu hiệu ghi help me, nghĩa là nó cần sự trợ giúp đó. Vậy làm sao mà ta có thể giúp bàn tay xanh lẹ này đây? Nghĩ cái đã. Các bạn, mình nghĩ cái cây và Kitty đang ở đâu đó gần đây thôi à. Vậy bọn mình còn chờ gì nữa, mau đi tìm thôi. Nhanh lên, nhanh lên. Nhanh lên. Đi, Gigi, nhanh, đi. Nhanh lên. Các cô gái khẩn trương lên, nhanh nào. Các cô gái khẩn trương lên nào, nhanh lên giùm đi. Bọn mình đã tìm cả tiếng rồi chẳng thấy gì hết.
bọn mình sẽ làm được thôi, chắc chắn đấy. Có rất nhiều cây, thử tìm từng cây thử xem. Hả? Các cô gái à, nhìn kìa. Tớ nghĩ đây là cái cây bắt cóc Kitty đó. Đúng vậy ha. Khoan đã, về Kitty đâu, mau lên, đi lại đi. Này hậu đậu, Kitty của bọn tôi đâu hả, mau trả lời đi. Chi Chi à, dừng lại. Sao đi, bạn sao bạn lại hả? Hét lên như vậy thế hả? Giúp ta và ta sẽ chỉ chỗ Kitty đang ở. Bọn mình có thể giúp gì cho bạn? Bọn mình đều bé tí so với sự to lớn mà. Đúng vậy. Có một quả trứng được chôn dưới đất. Đào nó lên và phá con chip trong đó. Con chip làm cuộc sống của ta trở nên khổ sở lắm. Gì cơ, một quả trứng dưới cây à? Julie, bạn nói rằng có một quả trứng, vậy bạn đào nó lên đi. Đúng vậy, vậy mau đào, đào đi, xem. Nhanh lên. Giúp bạn ấy đi. Đào ở đâu đây? Đào. Dưới gốc cây này nè. Đào đi. Cố lên, đào đi. Đào thử xem nào. Đào đi. Ồ, bọn mình tìm được quả trứng rồi nè. Mau mau, mở nó ra đi. Trời ơi, con chip nè. Bọn mình cần phải phá nó. Đập nào, cây, bọn mình tìm thấy quả trứng rồi. Làm gì tiếp theo? Đập con chip và nói: phá con chip và giải thoát khỏi những trói buộc. Các bạn có nghe thấy hay không? Có. Nào Nát, bạn bây giờ đập con chip. Mình thì đọc thần chú phá con chip và giải thoát khỏi những trói buộc nha. Các bạn cùng hợp tác. Vậy Kitty đâu? Nè cây, bọn mình cần phải đợi đến khi nào đấy? Bọn mình chịu đủ rồi, Kitty đâu hả? Ba cây mọc đằng sau ta đều có bụi cây phía sau. Kitty đang trốn trong đó đây. Cảm ơn nhiều. Được nha rồi. Cảm đi ơn, nào. Đi nào. Giải cứu đi. Bạn ấy đi, đi mau thôi. Đến chỗ bụi cây thôi. Đứng chân lên. Tuyệt quá. Kitty à, tìm thấy bạn rồi. Tìm thấy rồi. Kitty à, Kitty. Kitty à. Kitty ơi, bạn có sao không? Rồi. Kitty. Kitty, cuối cùng cũng tìm thấy bạn. Bọn mình tìm bạn suốt 3 tiếng rồi đó. Tớ trật cả chân đó nè. Các bạn, mình không thể rời đi. Cây phải trả lại tự do cho mình. Có phải cái cây đáng sợ đằng đó hay không hả? Đúng vậy, chính là cái cây đó. Bọn mình đã phóng thích cây đó rồi. Đúng vậy, bọn mình đã phá con chip. Và giờ thì không còn gì có thể hại cái cây được nữa. Đúng rồi đó. Được rồi. Cảm ơn nha, đi thôi nào. Đi thôi. Nhanh lên.